rất là nhiều anh chị em nói là cua nâu mà size lớn á, một người ăn không có hết, to quá. Thì ok, nhà ăn và sữa gạo đã có cua nâu size nhỏ như thế này cho cả nhà mình rồi, dễ chia hen. Một con như thế này trọng lượng từ 500g cho đến 600g một con thôi. 380 cành hoa một ký nha. Size này á, thì hai con là 1,1 kg với cả nhà mình nghe. Đó, bây giờ thì ở nhà ăn và sữa gạo đủ hai size luôn, size lớn hay là size nhỏ gì thì tùy mọi người thôi. Size nào bên em cũng có hết. Cua nâu là một loại cua nghiêng về gạch. Ai là tín đồ khoái gạch cua thì không nên bỏ qua em cua nâu đâu nha. Ngoài cua nâu ra á, thì bên em còn có một cái loại cua đang rất là hot, đó là cua tuyết nè. Cua nâu lớn, rồi cua lột, cua nhện nữa, và rất nhiều món cấp đông khác nữa nha. Bên em sẽ kèm thêm cho mọi người nước chấm nữa để cho mọi người tăng thêm cái vị độ ngon, ăn ngon miệng hơn ha.